Chào mọi người, mình là Lucia. Hôm nay mình muốn review cho các bạn một dòng kem chống nắng mà mình cực kỳ thích. Tính đến nay thì mình cũng đã sử dụng em này 5 đến 6 hộp lận rồi, nên là mình thực sự rất là muốn review cho các bạn. Đó chính là dòng kem chống nắng của La Roche-Posay Antelius Invincible Fluid Ultra Protection SPF 50+. Đây là một dòng kem chống nắng rất là nổi tiếng của hãng La Roche-Posay. Và trước khi bắt đầu vào nội dung video thì mong các bạn dành chút ít thời gian để ủng hộ mình bằng cách subscribe kênh YouTube và like trang Facebook cùng tên Dr. Thục Anh and Lucia. Sản phẩm này là dòng kem chống nắng hóa học, có thể chống được cả tia UVA lẫn UVB, có chỉ số chống nắng cao SPF 50 và PA 4+. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem chất kem của loại kem chống nắng này. Kem này có kết cấu dạng sữa lỏng, không nhờn rít, màu trắng sữa, không gây vết dính, không làm khô da và có thể dùng được cho mọi loại da. Em này khi mà bôi lên thì sẽ thấy da hơi bóng bóng một xíu, nhưng các bạn yên tâm là phải nhìn kỹ mới thấy chứ nó không bóng nhiều đâu nhé. Thẩm thấu khá nhanh, không nhờn rít hay nặng mặt. Sản phẩm không chứa paraben, trong thành phần không có hương liệu. Đây là một điểm cộng về mặt bảng thành phần. Tuy nhiên khi mà bôi lên thì mình vẫn thấy có mùi hơi giống như mùi sữa chua. Nói thật là mỗi lần mình bôi loại kem này thì mình cứ có cảm tưởng như là mình đang bôi sữa chua lên mặt vậy. Mình nghĩ rằng mùi này là từ các cái thành phần khác trong kem chống nắng chứ không phải là hương liệu. Với lại mùi nó cũng nhẹ chứ nó không nồng, nên với mình thì mình thấy nó là bình thường. Cá nhân mình thì cảm thấy em này rất lành tính và hợp với mình, bởi vì là da của mình là dòng da siêu nhạy cảm, cực kỳ là dễ bị kích ứng rồi là dị ứng với các cái loại mỹ phẩm. Nên là khi mà mình sử dụng, mình rất là phải cẩn thận lựa chọn sản phẩm mà mình dùng. Và mình đã dùng em này một thời gian dài, 2-3 năm lận rồi, nhưng mà đến tận bây giờ thì vẫn không sao. Và mình cũng rất là thích chất kem nữa. Nói là như thế nhưng mà các bạn có dòng da nhạy cảm vẫn cần phải test cẩn thận trước khi sử dụng nhé. Em này thì không nâng tông đâu nhé mọi người, có nghĩa là khi mà bôi lên thì cũng sẽ không làm da mình trắng hơn. Thì cũng đúng thôi, bởi vì tên của nó là Invincible Fluid, dịch ra tiếng Việt Nam nghĩa là chất lỏng vô hình. Nghe thì hơi kỳ kỳ nhưng mà ý là khi mà bôi lên thì cũng không ai biết đấy các bạn. Mình nghĩ là nhiều bạn nam khi mà nghe như thế này sẽ cảm thấy rất là thích, bởi vì là nhiều bạn nam sẽ bị ngại khi mà người khác biết là mình sử dụng kem chống nắng thì sẽ bị hiểu lầm là thích lỏng điệu này nọ. Nhưng mà thực ra mình thấy là cũng bình thường thôi, bởi vì bôi kem chống nắng là để bảo vệ làn da của mỗi người, nên là mình thấy chuyện này hết sức bình thường. Tóm lại là các bạn sẽ không phải lo bị vệt trắng, bởi vì là em này bôi lên là sẽ không để lại dấu vết gì cả nếu các bạn thoa đều. Nhưng mà đó là nói vậy thôi, chứ với bản thân Lucia thì mình cảm nhận là mỗi lần mình bôi kem chống nắng xong thì da của mình trông vẫn đẹp hơn. Mình nghĩ do là cái hiệu ứng bóng của kem giúp da mình trông căng bóng và mịn màng hơn. Trên vỏ bao bì có ghi là Very Water Plus Sweat Resistant, có nghĩa là có ngâm nước hay đổ nhiều mồ hôi thì vẫn khó và lâu trôi. Ngoài ra còn ghi thêm là Anti-Eye Stinging, nghĩa là không gây cay mắt. Và mình cũng không thấy là mắt bị cay khi sử dụng gần vùng mắt. Về cách sử dụng thì trước khi bôi các bạn nhớ lắc đều, đổ ra tay, sau đó thoa đều lên khắp mặt và cổ. Về lượng thì hộp mình đang cầm ở trên tay đây là 50ml. Về bao bì thì mình đánh giá là đẹp, nhỏ gọn, dễ dàng để mang theo. Sản phẩm này thuộc thương hiệu La Roche-Posay, rất nổi tiếng và được sản xuất tại Pháp. Trên đây là những chia sẻ của mình về dòng kem chống nắng này. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách subscribe kênh YouTube và like trang Facebook Dr. Thục Anh and Lucia. Nếu có vấn đề gì về da và làm đẹp cần tư vấn, đừng ngần ngại, hãy nhắn tin đến trang Facebook Dr. Thục Anh and Lucia để được tư vấn miễn phí bởi đội ngũ có chuyên môn. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Tạm biệt!